Thưa quý vị, với các biến thể mới liên tục xuất hiện, hiện nay dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại. Trước thực tế đó, việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi nhắc lại cho các lứa tuổi, đặc biệt tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là rất quan trọng, bởi tỷ lệ tiêm ở độ tuổi này hiện ở mức rất thấp, trong khi năm học mới chỉ chưa đầy một tháng nữa sẽ bắt đầu. Cũng như nhiều địa phương khác, thời gian này, Đà Nẵng triển khai nhiều điểm tiêm chủng phòng COVID-19 rộng khắp để tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn, cũng như tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Qua đẩy mạnh công tác truyền thông, nhiều phụ huynh đã thấy được sự an toàn và hiệu quả của vaccine trong việc phòng COVID-19, nên đã chủ động đưa con đến các điểm tiêm để chủng ngừa. Thì bác sĩ khám cũng rất là chi tiết, kỹ lưỡng. Rồi khi xuống tiêm thì cũng rất là nhanh chóng. Rồi thì trong cái giai đoạn dịch bệnh thì khi mà bé được tiêm thì mình rất là an tâm. Đội tiêm của bệnh viện Ung bướu hỗ trợ với lại là trang thiết bị của bệnh viện Ung bướu và bệnh viện Liên Chiểu là chuẩn bị sẵn rồi. Tức là nếu mà có trường hợp phản ứng xảy ra là sẽ có xử trí. Theo Sở Y tế thành phố, đến nay tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Đà Nẵng mới đạt 38,5%, tỷ lệ mũi 2 còn thấp hơn, chỉ đạt 16,3%. Bộ Y tế cho biết chỉ còn 24 ngày nữa phải hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi này. Nhưng hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 cả nước mới đạt gần 72%, mũi 2 gần 40%. Đặc biệt vẫn còn 7 tỉnh thành tiêm thấp dưới 22%. Nguyên nhân thứ nhất là hiện nay đang trong thời gian nghỉ hè, cho nên các cháu cũng có thể là đi du lịch cùng gia đình hoặc là không có ở địa phương. Và thứ hai là tâm lý lo ngại của các cái bậc phụ huynh đối với cái ảnh hưởng của vaccine đối với sức khỏe các cháu trong thời gian sau này. Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội, dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tiêm chủng vaccine vẫn là vũ khí quan trọng nhất. Trong tháng 8 này, phải tiêm đủ mũi thứ hai cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi là đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa cái việc tiêm vaccine. Tiêm vaccine là vũ khí quan trọng nhất quyết định cho cái việc phòng chống dịch COVID-19. Năm học mới còn chưa đầy một tháng nữa sẽ bắt đầu. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ là điều kiện quan trọng để đảm bảo hoạt động dạy học thích ứng an toàn trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.